Chúng ta không phải bạn bè. Chú à, hình như bên ngoài đánh nhau nữa rồi. Không có chuyện của con, làm bài đi. Dạ. Giỏ quá, Phúc Quy. Cảm tạ anh Hùng, lúc Phương gia nguy nan ra tay giúp đỡ. Xin hỏi anh Hùng tên họ là gì? Anh Hùng dừng bước. Nếu đã ra tay cứu giúp, vậy thì đừng ngại, xin hãy để lại họ tên, cũng để cho anh em chúng tôi biết được ân nhân là ai. Chí Hân, không được vô lễ. Nếu như anh Hùng không muốn gặp mặt với diện mạo thật, chúng tôi sẽ không ép buộc. Lần nữa cảm tạ anh Hùng đã ra tay giúp đỡ, giúp Phương gia chúng tôi không để cho bọn chúng sỉ nhục. Chí Hùng à, thật ra thì người này là ai vậy? Con không biết nữa. Con cũng là lần đầu nhìn thấy võ công thâm hậu như vậy. Chú à, đám người đó đi rồi hả? Anh là người biết võ công, có phải không? Không biết. Sao cô đánh tôi? Anh, sao anh không tránh hả? Chị ba. Hả? Bọn võ sĩ lại thích sững sờ làm loạn rồi. Anh hai kêu chúng ta qua đó coi sao. Em đi trước, chị sẽ tới ngay. Tôi có việc phải đi. Hôm nay ông bà cho ông Giác tới đây thôi. Chú ơi, bọn người nhà cô đánh không lại đám người đó, chú vẫn giúp cô ấy như những lần trước chứ? Đánh đi. Yeah.
sao chứ? Không sao. Dừng ta lại. Đứng lên. Mấy người các người tối ngày kiếm chuyện đánh nhau có thôi đi không? Kim cục trưởng, ông tới vừa đúng lúc. Chúng tôi ở chỗ này tuyển dụng hợp pháp hợp lý, là bọn họ ra tay trước đó. Rõ ràng là các người qua đây làm loạn trước. Cậu vừa nói gì hả? Là các người ra tay trước. Là các người tới đây làm loạn trước. Cậu vừa nói gì hả? Thôi được rồi. Tôi tự biết giải quyết chuyện này. Nè, người vừa bỏ chạy đó là ai vậy hả? Là đồng bọn tới giúp họ. Chính là người bịt mặt trong truyền thuyết hả? Đúng vậy. Sớm muộn gì tôi cũng bắt được hắn thôi. Xem thử rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào. Được rồi, giải tán đi, mau về nhà. Nói với người quản lý của các ngươi, buổi tối tới phòng làm việc của tôi nói chuyện. Không được đánh nhau nữa. Phương tiểu thư. Phương tiểu thư à? Có chuyện gì? Bên ngoài có một số người Đông Dương, nói là muốn bắt Đông Giác đi đó. Người Đông Dương muốn bắt Đông Giác à? Thật ra chuyện này là sao chứ? Dạ, trưa hôm nay Đông Giác đánh nhau với hai người đàn ông, cho bọn chúng là người Đông Dương. Mọi người hãy đợi ở đây, đừng có đi đâu hết. Không có đơn giản như vậy. Chúng tôi muốn bắt đứa nhỏ đó về, bắt nó nhận lỗi. Ai dám hả? Chỉ còn có người Phương gia ở đây, đừng hòng dẫn Đông Giác đi. Thôi, cô có bản lãnh bao lớn, xét cho tôi. Dạ. Ai dám bước lên một bước, tôi sẽ bắt hắn còng lưng xuống mà đi. Đế quốc của bọn ta đã tới đất nước này rồi, Sơn Bổng Hoành ta bước vào Phương gia có khó khăn gì chứ? Thank you.
Các người tránh ra đi. Thì ra là ngươi. Chúng ta đã gặp mặt rồi. Hôm nay chỉ đánh tới đây thôi. Hôm khác nếu như có cơ hội, chúng ta sẽ so tài tiếp. Thì ra trong đám hạ nhân của Phương gia chúng ta đã ẩn giấu một cao thủ. Tri Ân, Tri Nhân bất ngộ tướng, cả tôi mà cũng gạt được. Tri Ân à, cậu có công phu giỏi như vậy, tại sao núp trong đám hạ nhân chứ? Hôm nay nếu không phải người Đông Dương dở khăn che mặt của cậu, chúng tôi có lẽ vẫn còn bị gạt. Xin lỗi nha, tôi có nỗi khổ riêng của mình. Bất luận như thế nào, hôm nay Phương gia chúng tôi phải cảm ơn cậu. Vậy lẽ ra võ thuật hai bên không cần tỉ võ để phân cao thấp, nhưng nếu như cả lôi đài cũng dựng xong, hai bên cũng đã thương nghị xong, như vậy coi như cũng là một buổi hội họp. Tôi đề nghị tỉ võ lần này hai bên bắt đầu được rồi. Hai bên đứng dậy. Bây giờ tôi tuyên bố một chút quy tắc quyết định thắng thua. Căn cứ theo ước định của hai bên, lấy ba tình trạng sau đây để quyết định thắng thua. Một là bị rớt xuống lôi đài. Hai là không còn sức để trở tài. Ba, chủ động nhận thua. Bây giờ tỷ võ bắt đầu. Trận thứ nhất do đại diện bên Trung Phương Chí Hùng đấu với Sơn Bổng Hoành của bên Nhật. Bắt đầu. Bên ta chắc thắng, 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 bên ta chắc thắng.
Vậy là hiệp thứ nhất, bên Trung thắng. Hay lắm, 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 hay lắm. Rồi, nhanh lên, nhanh lên. Cha ơi, đưa con sách cho cha. Thôi, thôi, thôi. Rồi, được rồi, giùm ông coi. Trương Ti Sinh, mời bên này. Con lên đi, thầy nè. Tới hiệp thứ hai, do Phương Chí Huy của bên Trung đấu với Thiển Kiến Trạch của bên Nhật. Bắt đầu. Hãy
trời ơi, 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 sao cũng vậy? Vậy là nói rồi sao? Hiệp thứ hai bên Nhật thắng. Trình Tri Ân chính là Trần Chân năm xưa phạm tội ở Thượng Hải à? Nhân chứng tôi đã dẫn tới đây, bây giờ có thể đi tới hiện trường chỉ điểm. Được, tôi lập tức dẫn người đi theo cô. Tới hiệp thứ ba do người bên Trung Trình Tri Ân đấu với bên Nhật Liễu Sinh Tĩnh Vân. Căng thẳng dữ à, không biết trận này ai thắng. Người nào cũng giỏi. Bắt đầu. Bắt đầu rồi kìa. Nhìn cái gì nữa hả? Mau lên. Ông lên nhận đi.
Tôi không thể đấu với anh nữa. Chính là hắn. Còn đứng đó nữa, mau đuổi theo cho tôi nhanh lên. Các người ra ngoài cản hắn lại. Không hiểu gì quá trời à. Xảy ra chuyện gì sao bỏ chạy rồi? Bây giờ tôi tuyên bố hai bên quỳ nhau. Khoan đã. Định làm gì vậy? Định làm gì đấy? Làm sao? Làm gì vậy trời? Tôi kháng nghị hắn vô duyên vô cớ rời khỏi hiện trường tỉ võ. Hành vi của tiểu nhân như vậy đâu thể nào phán hòa nhau. Vậy phán thế nào đây? Chịu thua đi. Chúng ta không thể chịu thua. Chúng tôi cũng không biết anh ta vì lý do gì mà bỏ chạy, nhưng mà chúng tôi không chấp nhận thua. Hả? Vậy là sao? Được. Tôi cho các người thêm một cơ hội. Bên thứ ba vẫn còn ở trên lôi đài đây. Các người còn ai dám lên đây khiêu chiến với Liễu Sinh Thịnh Nhân? Sao chứ? Không biết người dân thắng. Của các người đông như vậy, giờ phải sao đây? Không lẽ không ai dám can đảm đứng ra hay sao? Bây giờ phải làm sao đây? Khiêu chiến luôn. Phải có người nào đó chứ. Các người ai dám khiêu chiến với cao thủ Liễu Sinh Tỉnh Dân của chúng tôi? Ai lên đi? Tôi lên. Diễm Như. Có người kìa. Ai dám khiêu chiến? Có chuyện gì vậy? Anh ta lạnh hay lắm đó. Tỉnh Dân, nếu như tỷ võ hôm nay vẫn phải tiếp tục nữa, vậy em đánh với anh. Cho dù em chết, em cũng tình nguyện chết trong tay của anh. Động thủ đi. Sato tiên sinh, con xin lỗi. Tỉnh Dân. Diễm Như. Diễm Như. Trời ơi, con làm cái gì vậy? Mau xuống đi. Cái con nhỏ này, con không cần mạng của con hay sao? Cả cha cũng không cần hay sao? Sato tiên sinh, ông muốn sao đây? Tỉnh Dân không đánh nữa thì còn có Sato ta đây. Các người phái một cô gái theo qua lên đây còn mặt mũi hay không? Để tôi. Em thua rồi, không lên lôi đài nữa. Để anh. Anh hai. Anh hai, chân của anh không được. Nghe lời của anh đi. Hay, hay lắm. Tiếp đây, tiếp đây. Đánh đi. Đúng rồi. Đánh đi, đánh đi. Tiếp đây, tiếp đi. Tiếp đi chứ. Đúng rồi, đánh đi. Cố lên, chúng ta không thể chịu thua. Cố lên. Đánh tiếp đi. Đánh đi, đánh đi. Lên đi, lên đi. Cố chạy, cố lên, đánh đi. Chúng ta chắc thắng. Lên đánh đi, đánh đi. Đúng rồi, đánh đi, đánh đi. Tiếp đây, tiếp đây. Đánh đi, đã đánh thôi. Đánh khi nào chịu thua thì thôi. Cố lên. Yeah.
Đừng có đánh nữa, đừng có đánh nữa. Ngừng tay, đừng đánh nữa. Bây giờ tôi tuyên bố bên Nhật thắng. Hay lắm. Chí Hùng, con không sao chứ? Chí Hùng. Anh hai. Chí Hùng, con không sao chứ? Anh hai. Chí Hùng. Chí Hùng. Anh hai. Người hãy nhớ đem long đầu tới đạo trường học khẩu. Anh hai. Chí Hùng. Anh hai ơi. Tôi chưa có sai à, chưa anh có sai rồi à, tôi muốn anh uống không tiếp có ổn rồi mà à, à, muốn uống tiếp à, nè à, nè máu tránh ra đi à. Tên dân đen nhà ngươi dám cản đường hả? Máu tránh ra, cút đi, tránh ra à, ngươi nói cái gì hả à. Ta cho các ngươi biết, từ nay về sau ta quyết không nhường bọn ngoại quốc các ngươi. Cho các người biết, thần chân không dễ bắt nạt đâu. Thank you.
Thánh đủ rồi hả? Không ngờ cậu dám tới đạo trường Hồng Khẩu của chúng tôi thật. Tôi thật khâm phục dũng khí của cậu. Đứa nhỏ đang ở đâu? Đang ở chỗ chúng tôi. Thả đứa nhỏ ra đi. Đạo trường Hồng Khẩu không phải nơi. Nói tới là tới, nói đi là đi. Đứa nhỏ không thể thả, cậu cũng không thể đi. Đứng lại. Được, nếu như các người không nói quy tắc, có phải muốn tôi làm thế nào thì làm không? Nếu như cậu giết chết Thiên Đại thì cậu và đứa nhỏ đó không thể nào rời khỏi đạo trường Hồng Khẩu. Tôi có thể không giết cô ta, tôi cũng có thể ở lại đi, nhưng ông phải hứa là tha cho đứa nhỏ đi. Được, ta hứa với cậu, chỉ cần cậu hứa sẽ ở lại, ta nhất định sẽ tha cho đứa nhỏ đó. Ông bảo đảm tôi không tin đâu. Vậy cậu muốn lấy ai làm bảo đảm? Liễu Sinh Tĩnh Dương. Đạo trường Hồng Khẩu. Phương cô nương, sư huynh tôi ở trong đó lâu như vậy, có khi nào có chuyện không? Không được, tôi phải đi tìm cục trưởng, coi ông ta có biện pháp gì không. Được. Trần Chân, rốt cuộc là anh muốn tôi giúp chuyện gì? Ở đây có rất là nhiều người đông dương, nhưng mà tôi chỉ nói với anh thôi. Anh có thể giúp tôi đem đứa nhỏ này ra ngoài cửa lớn được không? Chí Hưng đã ở bên ngoài chờ anh. Anh có thể làm được hay không? Làm được. Sao chứ? Không sao. Còn Trần Chân đâu? Xin lỗi cô. Mở cửa, mở cửa, mở cửa đi. Tĩnh Dân, Trần Chân thực sự bị sao rồi? Mở cửa, mở cửa đi. Mở cửa. Cô à, mở cửa. Cô à, cô đưa con về nhà được không? Thank you.
Trần Chân, 10 năm trước ở Thượng Hải giết người bị phán tử hình. Vì mua chuộc được kẻ nắm quyền nên thoát tử hình. Hôm nay do Cục Cảnh sát thành phố Bắc Bình thay mặt chấp hành phán quyết chưa được thực hiện. Trần Chân, cậu còn là gì muốn nói hay không? Trần Chân, tôi chỉ chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Hết cách rồi. Dạ. Tránh ra. Chấp hành đi. Dạ. Long sư trưởng, Long lão gia. Long sư trưởng, trời, Long sư trưởng à, có chuyện gì khiến ông có nhà hứng tới đây vậy? Kim cục trưởng lập tức đình chỉ chấp hành tử hình, giải phạm nhân về. Vụ án này tôi muốn xử lại. Long sư trưởng à, chuyện này sao đây hả? Chẳng lẽ muốn tôi tước vũ khí của ông? Tên phu xe kia, tới đây để làm cái gì vậy hả? Ê, chỉ huy đang ở dưới đó chờ ngươi xuống. Không liên quan, tránh ra. Bảo vệ Sato tiên sinh. Oh!
tới đất nước của chúng tôi, nhưng tôi vẫn tôn trọng tập tục của nước ông. Ông tự giải quyết đi. Đau của con đâu? Bán rồi. Bán à? Tại sao chứ? Là vì cuộc sống. Con có còn là một võ sĩ hay không? Thật là mất mặt mà. Con xin lỗi. Con tìm ta có chuyện gì? Con muốn mượn người một số tiền. Dùng làm gì? Diễm Như cô ấy, cô ấy bị bệnh rất nặng. Cần bao nhiêu? Tiền cọc để nằm viện cần 500 đại dương. Ta có thể cho con tiền, nhưng không thể cho không. Con phải làm việc cho ta. Được, con hứa với người. Con còn không biết ta muốn con làm cái gì mà đã đồng ý rồi. Chỉ cần có thể cứu được vợ của con, kêu con làm gì cũng được. Ta sẽ đưa đủ tiền cho con để trị khỏi bệnh cho vợ con. Cảm ơn lão sư. Đừng vội cảm ơn ta. Ta muốn con lấy danh nghĩa của gia tộc Liễu Sinh, lấy đao làm chứng, thề với trời đất phục tùng mệnh lệnh của ta. Không đồng ý thì con trở về đi. Liễu Sinh tỉnh dân ta, lấy danh nghĩa gia tộc Liễu Sinh xin thề hiếu trung với Sa Tô tiên sinh, phục tùng tất cả mệnh lệnh của người. Nếu không phục tùng mệnh lệnh,
sẽ rạch bụng tự sát. Tốt. Con lấy tiền được rồi chứ? Bây giờ vẫn chưa thể cho con. Ta muốn trong vòng 3 ngày giết Trần Chân. Sau khi thành công, ta sẽ lập tức đưa tiền ngay. Tĩnh Dân, con không được nuốt lời. Sau khi giết Trần Chân, ta sẽ mời bác sĩ tốt nhất thành phố chữa bệnh cho vợ con. Tốn bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ lo cho tới cùng. Cảm ơn lão sư. Tĩnh Dân, sau này đừng gọi ta là lão sư. Bắt đầu từ bây giờ, con không còn là học trò của ta. Trần đại ca. Trần đại ca. Có chuyện gì? Có người nhờ tôi đưa cho anh nè. Người đâu? Đã đi rồi. Cậu ra ngoài đi. Dạ được. Đi em coi. Ừ. Trên đó viết gì vậy? Là Liễu Sinh Tĩnh Dân gửi thư khiêu chiến. Uổng công tôi coi anh là một võ sĩ chân chính. Anh dùng kiếm gỗ sỉ nhục tôi. Tôi không hề sỉ nhục anh. Đây là Diễm Như đã tặng cho tôi. Cho nên thanh kiếm này là thanh kiếm mà tôi quý nhất. Phí lời. Hey!
Sao em lại tới chỗ này? Em tới ngăn cản anh. Anh làm chuyện ngu ngốc nhất ở trên đời này rồi. Chị Hân và Trần Chân là bạn của chúng ta. Họ đã giúp đỡ chúng ta nhiều lần như vậy. Tại sao anh vẫn còn làm vậy chứ? Anh đã hứa với Sato rồi. Quyết đấu bắt buộc sẽ phải tiến hành. Anh dừng tay đi. Diễm Như. Diễm Như, đừng qua đây. Tịnh Dân, đoạn kiếm của gia tộc Liễu Sinh các anh từng nói với em. Anh nói cho em biết là nó dùng để tự sát. Nếu như anh còn không chịu ngừng tay, em sẽ chết ở trước mặt anh. Em kêu anh ngừng tay đi. Sao lại như vậy? Lại bị con đàn bà hèn hạ đó phá hỏng rồi.
Không thể nào. Diễm Như, Diễm Như à. Tình Dân, em sẽ không chết đâu. Em sẽ không chết đâu. Nhớ Diễm Như à, sắp còn chúng Diễm Như ta. Em sẽ không chết đâu. Sẽ không chết đâu Diễm Như. Em hãy ráng lên. Em hãy ráng lên đi Diễm Như à. Em hãy ráng lên à. Diễm Như, Diễm Như, em ráng lên đi Diễm Như. Em đừng chết. Em sẽ không chết đâu mà. Diễm Như, 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 Diễm Như. Diễm Như. Đạo trường Hồng Khẩu. Sato tiên sinh, cậu còn mặt mũi về đây gặp tôi sao? Cậu từng lấy danh nghĩa của gia tộc Liễu Sinh để thề phải đẩy Trần Chân vào chỗ chết, cậu còn nhớ không? Đúng vậy, tôi đã không giết được Trần Chân. Lần này tôi trở về đây là muốn thực hiện lời hứa của mình, lấy cái chết để tạ tội. Cậu thật khiến cho tôi quá thất vọng. Người đã làm bẩn thanh danh của gia tộc Liễu Sinh có còn xứng đáng làm đại võ sĩ của đế quốc nước ta nữa hay sao? Xin lỗi Sato tiên sinh, bao nhiêu năm nay giáo huấn của ông đối với tôi, ân huệ của ông đối với tôi, tính nhân tôi cảm thấy xấu hổ trong lòng. Nhưng mà lần này trở về đây, ngoại trừ trả nợ còn phải báo thù. Hắn Sơn Bổn Hoành là kẻ thù đã giết vợ của tôi. Cậu tưởng dưới mắt của ta có thể tự ý giết người được sao? Giết không được cũng phải giết. Giáo huấn của gia tộc Liễu Sinh có ơn phải trả, có thù phải báo. Sơn Bổn Hoành, bây giờ Tĩnh Dân khiêu chiến với cậu, có thể chấp nhận sự khiêu chiến của gia tộc Liễu Sinh là vinh hạnh của cậu, cậu nghĩ sao? Sato tiên sinh, tôi là một người võ sĩ, tôi chấp nhận khiêu chiến. Hey!
Thôi. Tịnh Dân, tôi thua rồi, mau trả thù cho vợ của anh đi. Liễu Sinh Tĩnh Dân, gia tộc Liễu Sinh, vì không thể thực hiện chức trách của một võ sĩ đã làm ô nhục danh dự của võ sĩ, tự nguyện rạch bụng tự sát để tạ thiên hoàng. Liễu Sinh, bắt đầu đi. Thank you.
Diễm Như. Anh tới đây. Thiên đại, thiên đại, thiên đại, võ sĩ rạch bụng là việc thiêng liêng, đàn bà không được ở chỗ này, lui về. Từ khi em gặp được anh, em đã tìm kiếm hoài một cơ hội như vậy. Hôm nay em đã được thực hiện. Em sống không là người của anh, chết em sẽ làm quỷ của anh. Đại này phải được dung hòa chung với máu của Tĩnh Dân. Sato tiên sinh, có chuyện gì? Sato tiên sinh, mấy kho lương của chúng ta đều đã bị đốt sạch. Có biết ai làm không? Bây giờ vẫn chưa biết. Cậu ở đây tiếp đãi Tam Đảo tiên sinh, tôi đi gửi điện báo sẽ trở về ngay. Dạ. Oh, my God.
nào, mời, xin mời. Mời. À, mời Tam Đảo tiên sinh. Hả? Tôi mời ông một ly. À, được được. Mời. Tất cả sợ bằng hết chỗ này. Trần Chân, cuối cùng cậu cũng tới. Sato, ông không chỉ là kẻ thù của một mình Trần Chân tôi, mà còn là kẻ thù của dân tộc tôi. Tôi muốn trước khi quân của các ông vào thành, sáng bằng đảo Trường Hồng Khẩu, hủy diệt cơ quan đặc vụ của ông. Bên cậu đã sắp diệt vong, dựa vào sức của một mình cậu có thể cứu vãn được sao? Tôi nói cho cậu biết, Bắc Bình sau khi mặt trời mọc sẽ chỉ có một lá cờ Thái Dương được treo lên. Dân tộc của cậu sẽ trở thành lịch sử. Tôi khinh đám Đông Dương các ông có gì mà so sánh được với Vạn Lý Sơn Hà của chúng tôi. Ông đúng là quá coi thường người dân của chúng tôi rồi. Được, tôi sẽ dùng máu của Trần Chân cậu mở đường cho quân chúng tôi. Yeah.
Trời ơi. Trời ơi, anh không
Giang Hứa sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời mà. Anh không thể chết. Anh xin lỗi, anh không làm được. Đợi sau khi anh đi rồi, em nhất định phải giúp anh chăm sóc Đông Giang. Ha ha ha.